Chia đồng bộ nếu bọn đáy khuyên bạc có xôm thơ vơ cá cơ rụp châm riêp xúa sẽ căn phục mai bọn bọn từng ọc khuyên bạc anh chẳng cư xâm rạp video mới ni khuyên bạc nâng đi chạy bắn tó từ căn video môn đại tiện tốn từ nâng phía tiệc cừu khó mau bạc cư bán sẽ đạp hết bình chí cụ ở rừng thốt phây khá lạch khá lăng mến tên anh chẳng cư phục mai bọn bọn từng ọc khuyên cư bán khơi hỏi tha cá bị viện tì mùi cư bất chí cụ ở rừng thốt khá lăng mến tên cư tiện tôn từ nâng mái uôn cư cột bàn khơi bàn chụp bàn đăng bàn lư cư cột bàn sạch lăng phút xâm lên tay mở đông anh chẳng cư xâm rạp video mới đi nhóm nâng để dây tiện tôn từ căn phía rạc cách tí bí phía rạc cách tí bầy cư chi phía rạc cách bàn chọp nâng khăn ông rương rao mới đi anh chẳng cư bị thi co rồi bỏ dưỡng cột cột bàn xuống từ căn mái uôn chứ mươi nâng khôn màm tha ta phía rạc cách tí bí nịp hóng đai ta miên chứ mua ở vấy trâu thu vơ giảng mạch cư mái uôn cột cột bàn để phóng đá cứ biến chung một tháng không mọi cảnh trọ đối chân này cứ cột trâu pra cảnh trọ đầm bay thơ vơ cá tùm địa tùm nông bà cứ tiện tôn từ nâng lột một nút chung một nâng lột không mọi hai cốt nâng triêm dột chiêm chia từ lơ cảnh trọ đầm bay thơ vơ cá tùm địa tùm nông từ cảnh đuông vị nhiên bà sẵn chị đuông vị nhiên miền bật mền sớm oi đuông vị nhiên bằng hành khó luôn oi phụ cốt bàn khởi phong đối chân này cứ bằng tuộc bị cột bàn thơ vơ cá để dây chóp cư cốt của bạn đào chỗ từ khổng phía tay mà đòn bằng tay mình tuần bạn đào chỗ từ khổng phía nội tế cứ mài uồn cư cốt bạn thông khá lân chạp cứ thơ vơ ao bị thị co rồi bỏ dớn cột đôi chia phía trên cư cốt miền à rộm tha phía nhập ao dẫn khá lăng cứ đôi xa tại một nâng cư cốt bạn đào chỗ từ trụt bị nệt hai ấy hái bằng tay cư bụi cốt tình phí nhé cư mình bạn thông khá lân chạp ở quay nội tế hai bằng tuộc bình nội tớ cư mài uồn chứ mùi nâng khôn mắm cư cột bàn đa chốt tựa đọc nóng bình tục hai cậu bàn nôm khní bà cư ổng côi nâng một cảnh trọ hai ở rì ai mài uồn vĩnh cậu bàn châu nâng một thủy đôi chân lách cư nâng khôn nông khả nạ bê nô phong đai cư cột bàn thơ vơ ca ôi thụ hai ấy hái cậu chạp bà đám thơ vơ ca ảnh chơi đuông vị nhiên bà sân chị đuông vị nhiên nâng tí nịp bật mên cậu xôm ai để thạp bóng hai ôi phụ của từng ổng khní nâng cư bàn tụ tụ đăng ai mau thưa ca tụm nhẹ tụm nong che môi che pi chẳng tư cứ cột bàn thưa ca ai thuộc buông xuông bàn ảnh chơi đua vị nhiên hai ấy hai nấng co bị thi co rồi bỏ dương cột cột bàn bánh chí ai khổn mầm bà cứ dột chiêm nấng cứ chia từ lơ cần chọn tai mà đòn bàn tay cứ khi ba xông bánh chia từ căn phục mại bóng bóng từng ngọc niệm bàn tay cứ mình đang thả chiêm rồi co chỉ tật nội tế bà cứ ban chia từ lời cảnh trọ cứ ẩn biên khơi bùa cả hôm ấy vẫn tịch so cứ chia lệ cả nạ thala đôi tật tay mà đón bà mình đang thà cam vị thi cứ kệ bọc bà dơ ngay con mình đang đáy cứ chiêm bàn tay thala đôi tật anh chẳng cứ khuyên bạc bình chí miền à rằm thà chung ngon khả năng bền tên cứ trong chùm nạch nâng bàn tay cứ bốc mai bóng bóng từng ngọt khả nếc cứ cùng bạc chạp à rằm ấy anh chẳng cứ dân chô từ căn sạch rương rồi bà dơ ngay tay mà đón cứ bàn tù bị cột bàn thơ ca chia chiêm bà từ lời cảnh trọ hai ấy hai nâng cứ phía chén cột của bàn để dây tha cứ nâng khôn ông bề nì cứ đuông bị nhiên nâng cứ bán cho sầm lần bộ của từng pi nhé cứ pi chậm ngay cứ đuông bị nhiên mình ai cho một khôn ông bán này đòi xa tại cuộn mình sơ miên cổng lăng bon phần màn được tế cứ đòi xa tại cổ mọi cứ bán sống cột xạ sọp của tục cứ bán sống cột đuông bị nhiên nâng cứ tục bà đôi chân này hãy cứ thơ vơ ai đuông bị nhiên cứ mình miền cổng lăng khăn khăn nụ tê đôi chân này cứ bàn cho xâm lăng bì trong ngày tại bọn nó hai bọn tuộc bì nụ tự tiện cứ bị thi co rồi bỏ dưỡng cột cổ bàn ai mãi uốn chứ môi nâng khôn mầm cứ thơ vơ ca phạp bà đồ khỉ ổng cười cứ ai mãi uốn tư ổng cối nâng một cảnh trọ hai ai khôn mắm cứ cho quên mà đón cứ nô khôn ông khôn áp bê nụ phong đài cứ mãi uốn cứ cột bàn ổng cối cho tờ hai hai ở rì ai khôn mắm với cột cổ bàn mọc cho nâng khăn cõi khôn ông rồi bỏ mãi uốn hai ai mãi uốn thơ cá anh chơi đuông vị nhiên bà xô mình chơi đuông vị nhiên sắp tay hòn để kê bàn cọp xạ xọp một tí ni ấy chấn xôm ai mọc thơ ca tùm đẹp tùm nôn thơ ở quay của bạn đây ai bộ của từng pi nẹ nấng cứ từ tu đăng ban lư tha đúng vị nhiên là tì ní cứ miền bệnh mền cứ bằng tu bị cột ba để dạy hai ấy hái cứ bị thi co rồi bỏ dân cột của bạn ai mãi uốn cứ bần lột phần tiền bà cứ bật chì cụ ai rừng thốt phay khá lạch khá lăng miền tên cứ nở khôn ông khá nạ bế đại cột bàn bẩn đột phần tiền nâng cứ miền sai tiên cứ bàn hoa cắt mục nâng tay mà đón bà cứ bật chì cụ ai rừng thốt khá lăng miền tên hai dân cho lọt tam cái chỗ mơ tớ bà cứ khơi sờ màu rồi bọc khôn măm cứ bàn bịa muộn tùm liệu sọ cứ bàn cho nó khẳng cái rồi khôn ông cứ đôi chì khôn mòi bật mền
គឺបច្ចុប្បន្នអរុនធុតខាងណាស់បាទអញ្ចឹងគឺយើងបានឃើញហើយថានេះគឺជាភារកិច្ចទី 2របស់ពួកគាត់គឺត្រូវបានបញ្ចប់ទៅត្រឹមនឹងឯងគឺបច្ចុប្បន្នអរុនធុតប្រឹងប្រួយខ្លាំងមែនទែនបាទគឺមានដួងវិញ្ញាណនឹងគឺបានចូលសម្លឹងពួកគាត់គឺនៅខាងក្រៅផ្ទះអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសូមអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ភារកិច្ចទី 3តែម្ដងគឺជាភារកិច្ចចុងក្រោយគឺជាភារកិច្ចបញ្ចប់ ដូច្នេះគឺភារកិច្ចទី3នេះផងដែរគឺម៉ែអួនគឺជាអ្នកដុតក្រដាសសែនបាទដុតផ្ទះដុតលុយដុតឡានហ្នឹងដើម្បីឧទ្ទិសបុណ្យកុសលទៅកាន់ដួងវិញ្ញាណហើយរីឯខុនម៉ាំវិញគឺដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះម្នាក់ឯងដើម្បីរៀបចំសែនថ្វាយអាហារទៅកាន់ដួងវិញ្ញាណដែលបានស្រេកភ្លៀនដែលបានតែតោនៅទីនោះអញ្ចឹងគឺយើងបានឃើញហើយថាគឺពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ក៏បានដើរចូលទៅដល់គោដៅរៀងៗខ្លួនហើយ ក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការអញ្ជើញដួងវិញ្ញាណអញ្ជើញហើយអីហើយគឺម៉ែអួនក៏បានដុតចុះដុតឡើងឈូលពិលចុះឈូលពិលឡើងហ្នឹងក៏ស្រាប់តែស្ទុះងើបរត់ផ្អើលឆោឡោតែម្ដងគឺធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺបោះបង់ភារកិច្ចមួយនឹងចោលគឺមិនអាចបន្តទៀតបាននេះគឺយើងបានដឹងរឿងរ៉ាវការពិតហើយគឺគាត់បាននិយាយថា នៅក្នុងគណៈពេលដែលគាត់កំពុងដុតលុយសែនដុតឡានដុតផ្ទះអីហ្នឹងក៏បានឈូលពិលចុះឈូលឡើងហ្នឹងក៏ស្រាប់តែបានឃើញកូនក្មេងគឺពាកអាវក្រហមមុខមុតស្លេកស្លាំងគឺបានដេកនៅខាងក្រោមផ្ទះហើយបានបង្វល់ខ្លួនចុះឡើងចុះឡើងគឺធ្វើឲ្យគាត់គឺពិតជាមានអារម្មណ៍ថាព្រឺព្រួយមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចគឺមិនអាចនៅទៀតបាននេះអញ្ចឹងហើយគឺយើងបានឃើញហើយថាសភាពរបស់ម៉ែអួន គឺពិតជាស្លេកស្លាំងគឺពិតជាភ័យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនគឺគាត់មិនអាចធ្វើភារកិច្ចមួយនេះគឺបញ្ចប់បាននេះគឺបានតែត្រឹមភារកិច្ចទី1ទី2តែប៉ុណ្ណោះរីឯភារកិច្ចទី3ហ្នឹងគឺធ្វើបានពាក់កណ្ដាលហើយអញ្ចឹងគឺបន្ទាប់ពីនោះតើគឺយើងបានឃើញហើយថាគឺនៅតែខុនម៉ាំតែម្នាក់ឯងទេគឺម៉ែអួនគឺបានបញ្ចប់ភារកិច្ចហើយគឺគាត់មិនអាចទ្រាំទ្រមិនអាចបន្តទៀតបាននេះ អញ្ចឹងយើងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តទៅឲ្យខុនម៉ាំបាទគឺបាននៅតែម្នាក់ឯងមិនដឹងថាគាត់មានអារម្មណ៍ថាព្រឺព្រួយយ៉ាងណានោះទេដូច្នេះគឺខុនម៉ាំគឺគាត់បាននៅក្នុងបន្ទប់តែម្នាក់ឯងនឹងគឺពិធីករបស់យើងក៏ឲ្យគាត់ធ្វើការអញ្ជើញដួងវិញ្ញាណហើយអីហើយហើយក៏បាននិយាយអំពីរឿងរ៉ាវដែលទាក់ទងទៅនឹងម៉ែអួនបាននិយាយទៅកាន់ខុនម៉ាំថាគឺមុននឹង គឺម៉ែអួនបានជប់បានឃើញរឿងរ៉ាវប្លែកៗគឺនៅខាងក្រោមផ្ទះគឺនៅខាងក្រោមបន្ទប់របស់ខុនម៉ាំនឹងតែម្ដងដូច្នេះគឺនៅតែខុនម៉ាំតែម្នាក់ឯងនោះទេដែលត្រូវធ្វើភារកិច្ចទី3មួយនេះគឺត្រូវធ្វើឲ្យបានសម្រេចអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងខណៈពេលដែលគាត់បាននិយាយចប់ហើយអីហើយក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការអញ្ជើញដួងវិញ្ញាណហើយអីហើយហ្នឹង ក៏ចាប់ផ្ដើមយកនំយកសំណែនហ្នឹងបាទគឺដាក់នៅមុខកញ្ចក់ហើយស្រែកហៅដួងវិញ្ញាណដែលបានស្លាប់តៃហោងក៏ដូចជាដួងវិញ្ញាណដែលបានតែតោនៅទីនេះឲ្យមកខ្សែផ្សោយឲ្យមកទទួលសំណែនទាំងអស់នេះផងហើយបន្ទាប់ពីនោះទៅទៀតគឺពិធីកររបស់យើងគាត់ក៏បានបញ្ជាខុនម៉ាំបាទឲ្យយកនំយកអីហ្នឹងគឺយកទម្លាក់តាមមាត់ទ្វារយកទៅទម្លាក់តាមជញ្ជាំង ហើយស្រែកហៅដួងវិញ្ញាណឲ្យមកទទួលបាទខ្សែផ្សោយឲ្យបានឆ្ងាញ់អីចឹងទៅហើយក៏បានយកទឹកយកអីហ្នឹងគឺចាក់ខ្សែផ្សោយដូច្នេះគឺយើងបានឃើញហើយថាភារកិច្ចទី3មួយនេះគឺអត់ទាន់ចប់នោះទេអ្វីដែលគួរឲ្យរន្ធត់នោះបាទគឺពិធីកររបស់យើងគាត់បានបញ្ជាឲ្យខុនម៉ាំគឺឈោនៅខាងមុខកញ្ចក់ប៉ុន្តែបែរខ្នងហើយឲ្យខុនម៉ាំគឺឱនចុះបាទ គឺឱនចោះមើលតាមបន្លោះជើងមើលទៅកាន់កញ្ចក់ចង់ដឹងថាតើមានរឿងរ៉ាវអ្វីដូច្នេះគឺមុននឹងគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងគាត់ក៏បានធ្វើការអញ្ជើញដួងវិញ្ញាណទៀតអញ្ចឹងគឺយើងបានឃើញហើយថានៅក្នុងខណៈពេលដែលគាត់បាននិយាយគ្នាចប់ហើយអីហើយគឺខុនម៉ាំក៏បានឱនក្បាលចុះទៅមើលពិតមែនប៉ុន្តែគឺអត់មានឃើញរឿងរ៉ាវអ្វីនោះទេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបាទពិតជាសុំសរសើរទៅកាន់ខុនម៉ាំខ្លាំងមែនទែន គឺគាត់ពិតជាក្លាហានគឺស្មារតីរបស់គាត់នឹងគឺពិតជាល្អខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំបាទក៏មិនពេញចិត្តទៅកាន់ពិធីកររបស់យើងនឹងតែម្ដងគឺគិតតែបង្ខំបាទគឺគិតតែបង្ខំឲ្យគេធ្វើឲ្យគេចូលប៉ុន្តែខ្លួនឯងវិញគឺនៅអង្គុយនៅខាងក្រៅបាទគឺសុបាយគឺអត់មានខ្វល់ខ្វាយអីសោះបាទអញ្ចឹងគឺយើងបានឃើញហើយថាភារកិច្ចទី3នេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់តែត្រឹមនឹងឯង បាទគឺបន្ទាប់ពីនោះទៅគឺពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាក៏បានទៅជួបជុំគ្នាហើយអីហើយ
cứ mai uốn chúng mình đang khôn mâm của bạn để dây ông pi rương rau bà cứ phụ của từng pi nè cứ bật chim biến à rong tha prư prui bật chim biến à rong tha cu ơi rụn thốt khăng mền tên đại tiệu tôn từ nâng rương rau đại phụ của từng pi nè đa xoay như rô đuông vị nhiên nó không nông prê nó không nông tiết ngặt đại kê lập bay tha miên đuông vị nhiên không mọi lông xa hào ấy nâng cứ dân bang khơi hai tha tăng pi phê rồi cả tì muối tì pi tì bay cứ mai uốn bà cứ cuộc bàn đăng, bàn lư, bàn khơi. Cứ cuộc tay mà để ai, rì ai khôn mâm vĩnh. Cứ ọt bàn đăng, bàn khơi, bàn lư ở vầy xo, anh chẳng hay. Cứ mà đăng tha mai uôn, bàn thật thơ ấy nụ tê. Bà hai chứ cuộc tập tay màu bị thơ bọn cụ xoá là hai ấy hai. Còn mà đăng, bàn chỉ khám áo. Ai cuộc đăng cuộc lư bà hai chỉ ở trong sông bọn cụ xoá bị cụ rây. Anh chẳng cứ xâm rạp video mình đi phong đáy. Cứ khuyên nhóm bát có ọt miên ở vầy trơ nị dây bàn to tiện nụ tê. Cứ miên tay bà phần ảnh ai đã chọn nị dây chạy rùm lệch. Để căn phục mai phong phố ổn tự ngọt khí ở bàn sẽ đập cầm sàn. Hai bà sân chỉ càng nị dây rồi bọc khuyên nhóm nâng miên ca không bác khát khó chú công trong chùm lệch na. Có xôn phục mai phong phố ổn tự ngọt khí mê ta khăn tay ở phải tốt ở rụp nhóm bát phong. Hai co chỉ trong cài nông phong đáy, khi bạn có xôm chun phố, phục mai bong phụ ôn từng ọc khí ở chụp tài xích ở đây sốc xích ở đây chùm rán rộng xì miền bàn. Thơ vớ đâm na tơ na mọc na ở chụp tài sốc sụng vặt thịp hiệp, anh chẳng khi bạn có xôm ọc cốn, xôm chùm riệp ly, bye bye.